Vâng, xin hỏi anh tên là gì ạ? Anh hãy giới thiệu về một chút đúng không ạ? Biết mất gì mà anh may mắn như thế? Anh ấy, người ta cho em chọn 3 lần. Anh bổ được con 70. Cái thứ là 3 năm nay anh không làm gì. Thì bạn, cái hiện tượng may mắn như thế. Anh nhận, em đối làm gì? Em hôm nay là 26 tuổi. Ở cái phúc này nó quá lớn. Anh ấy, đến 15. Em phải tu 26 năm mới được phúc lớn. Anh ơi, em tu có 25 năm thôi. Như anh thì chắc là chả bao giờ được giải thưởng. Chưa thì đã biết là không bao giờ mình được giải thưởng rồi. Anh ấy, năm ngoái anh được ác ma. Năm nay để... Anh ơi, một phút anh không cung được đâu. Em nhìn người như anh tu nào được. Cao 1m7, nặng 55 cân. Sao đâu bạn cũng buồn anh ạ? Ờ, lan man thì quên bố giải thưởng. Cái này tự chưa thôi. Tập chưa nào? Làm em đất ở Ba Đình hay là ở đâu anh ạ? Thế ra ăn một, sống biết! Trên thôi! Nếu mà quy ra đất ấy, mà nếu mà đất bây giờ... Này, Văn Điển đắt lắm anh ạ, em thề với anh luôn. Rất Hà Nội mà cái mặt tiền các thứ ấy là 500 triệu ở 1m2, mà chú 500 nghìn này. Thì chú cũng mua được... 1/10. Alo 1/10. Đúng rồi. À, chúc mừng chú. Ơ, cảm ơn. Quá sủa. Em rồi anh nhá. Là sao anh lại bốc bốc em? Có 100 tiền rồi. Ê, từ từ, không cảm ơn. Bốc